Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con, bác kính mến. Chúc quý vị trong nước và ngoài nước một ngày thật là nhiều sức khỏe và đầy hạnh phúc. Dạ thì kính thưa toàn thể chư quý vị, thì hôm nay cư sĩ Quốc Tạo có gần Tết rồi, có xuống đường mở rất là nhiều chiến dịch, cũng như là đi cho tiền những người khó khăn hoạn nạn, đi thấy người nào mà bệnh giúp người già neo đơn, hoặc là đi phát gạo, thì những phần quà của Quốc Tạo đem đi đến để ấm lòng cho bà con, đem lại hạnh phúc gia đình cho bà con, thì là những cái đồng tiền đó là của những vị mạnh thường quân ở nước ngoài và trong nước cũng có, để gỡ tiền trước Quốc Tạo đem đến là cái quỹ của mình để đem đến cho bà con. Thì Đức Thầy cũng có cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua trang giúp giùm, hay là nếu thiệt đều biết thương người. Thầy nói là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn đúc chuông đồng Phật bự. Thầy chủ trương về cái việc là phải cho giúp đỡ cho những người đói, những người khổ, những người hoạn nạn, chứ không có chủ trương về việc cắt chùa cắt đình. Cho nên Quốc Tạo thực thi làm theo lời dạy của thầy. Thì hôm nay Quốc Tạo có đến một cái huyện An Phú, nhưng mà không biết cái xã nào, để hỏi bà con là xã nào cô? Xã Phước Hưng nha. Quốc Tạo đứng đây là cái ấp Phước Mỹ. Dạ Phước Mỹ ha. Dạ thì nơi đây thì Quốc Tạo cũng có cho được mấy chục phần gạo để đem đến cho bà con. Thì để coi bà con ở nơi đây mình cuộc sống khó khăn như thế nào, mình hỏi một hai câu rồi mình sẽ tặng quà cho bà con ha. Rồi nơi đây thì Quốc Tạo thấy bà con cũng rất là khó khăn, ở đây những gương mặt rất là hiền hậu. Bây giờ mình hỏi cái cô này câu đi. Dạ cô ơi, nơi đây cái cô ơi, mình ở đây là cô tên gì cô? Tên Te, Quỳnh Thị Te. Cô nhiêu tuổi rồi cô? 57 tuổi ngọ. Con thấy cô cầm cái gậy cô chống đi, cô đi không bị gì cô này sao vậy? Bị gãy xương đùi, chợt trong nhà nó té gãy xương đùi rồi đi mổ hai lần. Giờ dạ. Thay cái khớp luôn mà đi còn yếu á. Dạ. Rồi vậy rồi mình mổ mấy lần vậy là tiền nhiều lắm hả cô? Tiền cũng nhờ viện trợ với khổ mấy ổng đi phiên thêm mới đó, rồi bác sĩ thấy không đủ tiền viện trợ cho mổ thêm, chứ thay cái khớp tới 60 triệu luôn. Vậy hả? Rồi mình đóng chổng hai mấy triệu à. Dạ, vậy thưa, thường thường là ở đây là mình làm cái nghề gì đang sống cô? Cũng khổ rồi mằng mướn này kia, với lúc ổng còn sống đó, giờ sống mình lên rồi không ai nuôi lên nữa, con thứ ba nó cũng nghèo ở trển nó nhà trong này nè. Dạ, dạ. Giờ gì cũng mặn cái gì không được. Dạ, để thấy cái hoàn cảnh của xóm này nó cũng khó khăn lắm, để mai mốt để có quà nữa để xuống đem xuống đây để giúp cho bà con những phần quà quý giá nữa. Giờ bây giờ ổng mất đó, sống có mình lên rồi. Dạ. Rồi chúc đi cô rồi để dạ cô mình tên gì cô? Dạ tên B. Dạ mình năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay 60. Rồi mình sống trong gia đình vậy, có con cháu này nó làm lao động giúp mình không? Dạ con không thấy đường chứ nó, chứ không ai chứ hai hả? Chồng già với không có dạ bởi vì cũng khó khăn ha. Dạ thì thôi được rồi, mình hỏi một hai người vậy được rồi. Cái này mình hôm trước mình có lợi rồi đó. Không cô để cho đệ vụ gạo đi, rồi cô gì nữa mình tính sao hả cô? Dạ thì Nam Mô Di Đà Phật. Thì trước tiên thì Quốc Tạo cũng xin cảm ơn chị Nga ở ngoài nước ngoài và các vị mạnh thường quân khác đã gửi tiền trước của Quốc Tạo để giúp đỡ cho những người lỡ đường đối cách tàn tật, là để thực thi làm theo lời dạy của thầy. Mà Đức Thầy cũng có cho biết là làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Thì không biết về nhà lúc nào xong đâu quý vị, mình phải tranh thủ xuống đường liền đặng để cứu giúp những người là ta khó khăn. Thì làm theo nghĩa cái chuyện đó, thì thầy nói làm theo lời chỉ thì ngày ngày gặp ta. Dạ thì kính thưa bà con cô bác nơi đây, Quốc Tạo lần đầu tiên xuống đây phát gạo cũng rất là cảm kích tấm lòng của bà con. Những gương mặt của bà con rất là hiền hậu, thì thầy nói là người hiền khó kiếm trên đời. Cho nên thì hôm nay Quốc Tạo trước khi phát quà thì cũng nhờ bà con mình niệm ba tiếng Phật, tại vì thầy có nói là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thiền từ thầy rước lại non bồng. Cho nên thì mình cùng nhau niệm Phật để hồi hướng cho tất cả những người có mặt ở đây hết bà con ha. Dạ mình cùng nhau chắp tay lên niệm đi bà con, giáo viên với đệ đi ha. Dạ chắp tay lên niệm đi cô với chị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ chúng tôi xin được hướng công đức niệm Phật cho toàn thể bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly, và cho toàn thể bà con nơi đây được hạnh phúc và trở lại cuộc sống Phật pháp. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vậy xin mời ban tổ chức mình phát gạo cho bà con. Đứng từ từ vô đi. Từ từ đi.
Rồi, rồi rồi bà con cứ từ từ ra đây rồi. Nam mô Di Đà Phật đi bà con. Rồi Nam mô Di Đà Phật đi bà con lãnh gạo Nam mô Di Phật giùm con bảy ơi. Dạ bảy kêu ta niệm Phật rồi bảy. Nam mô Di Đà Phật. À đúng rồi đó. À, cảm ơn cô. Dạ. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Rồi Nam mô Di Đà Phật con. Rồi Nam mô Di Đà Phật. À. Nam mô Di Đà Phật. Đứng ngoài xa kìa, xa kìa. Đứng ngoài gần vậy. Ngoài xa kìa. Rồi. Dạ. Không có từ từ mà không sao đâu mà. Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Có gì đâu từ từ ai muốn lãnh hết trơn á. Rồi, Nam mô Di Đà Phật. Canh luôn, canh luôn. Đứng xa kìa quay không? Đứng qua bên cánh mình nó quay lại cái gì mà. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật đi chị ơi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Được sáu nè. Nè, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. À mình niệm Phật mình hưởng mà chứ có ai hưởng cho mình đâu. Đó mình niệm đi. Rồi, từ từ có người đem. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi ở đây bà bảy ơi, ở đây mình còn những cái phần phát sinh không? Bây giờ là trong cái này nó đã còn trong đủ ha. Đủ con biết rồi, một cái gì con biết đủ nhưng mà ý con hỏi là những người đủ thì con biết rồi, nhưng mà những người phát sinh kìa, những người mà ta chưa có những phần quà đó đó là phát sinh thì đây một người nè. À một người à, hai người anh xin cho ai? Dạ. Xin cho anh hả? Phát sinh. À, vậy là ba người, tổng cộng là ba người phát sinh phải không? Không bà bảy con nói bà nghe thôi, bây giờ mình cũng cho với một cái tấm lòng quan hỷ đi. Bây giờ của bà thì đủ ở đây, con không biết, con không con đủ. Ở đây phát sinh ba người thì con cho người 100.000 cho đủ phần quà để cho ta. Rồi. Dạ máy con chưa có, nào có con chưa gửi. Sao con sao? Chưa có đúng không? Rồi là phát sinh luôn rồi, vô đây chị. Không, bây giờ thôi bà để con, bà để con. Rồi vô đây đi. Rồi còn ai phát sinh không? Anh ơi, anh phát sinh không anh? Rồi vô đây chị có không chị? Rồi xin được vô đây. Cô không sao, không gì hết, mình quan hệ nhau đi. Chị đứng ngay với em chị. Dạ thì mình xin dùm, mình phải lên chứ. Dạ thì Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là gạo đã có đủ vô đến tay của những người khó khăn, còn những người này là giống như là bị phát sinh là dư ra, làm cái gì cũng vậy quý vị, làm gì cũng phải đổ, cũng phải chảy những lời không có gì mà đủ hết đâu. Thôi về phát sinh mấy người, 1, 2, 3, 4 người ha, đúng không anh? Đó anh nói nãy được. Vậy là ba người hả? Dạ vô hai ba người, Quốc Tạo gửi người 100.000. Không. Từ đó giờ là để không có nào mà để cho những người nào mà không chịu quay phim để không cho đâu. Tánh đại để cho những người chịu quay phim để cho nè. Bây giờ ba người là 300 nè, để cho nè. À, tại tiền của đại, tiền của Mạnh Thường Quân không à. Còn nếu mà để không quay phim lên là tiền đó là để hưởng, nó vậy đó. Phải là phải công bằng vậy thôi. Giờ con cho ba người, con chia cho ba người 100.000 ha. Cứ như phòng gạo được rồi, chị cứ đổi chị đưa cho người ta đi. Rồi vậy cảm ơn. Dạ thì kính thưa toàn thể chú quý vị, thì đến đây cũng Quốc Tạo cũng xin kết thúc chương trình. Dư lại một số gạo thì ở đây là có những chủ rồi. Rồi cho lấy đi con. Lấy đi con. Lấy đi. Rồi con niệm Nam mô Phật cho chú ba tiếng rồi con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức niệm Phật cho bá tánh vạn dân, cho gia đình của đệ được hạnh phúc, hạnh phúc ở đệ. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi xin mến chào quý vị nha. Đệ Quốc Tạo sẽ đi lại chỗ khác để giúp đỡ cho bà con nơi khác nữa. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì Quốc Tạo có đi phát gạo ở dưới Phước Hưng.
trong huyện An Phú thì cũng bắt được một cái tình trạng cũng rất là khó khăn. Thì mình muốn biết được cái tình trạng khó khăn như thế nào để mình giúp đỡ cho người ta, thì mình cũng mời cái anh để mình chia sẻ nỗi lòng với bà con. Thì xin hỏi anh mình tên gì vậy anh? Linh. Anh Linh ha. Anh nhiêu tuổi anh? 54. 54 ha. Dạ thì anh Linh ơi, hiện giờ thì em cũng nghe nói anh cũng rất khó khăn, nhưng mà cái về cái khó khăn về cái mặt là bệnh hoạn hay là tiền hay là nhà cửa hay là như thế nào thì anh cũng trình bày. Anh hiện giờ có bệnh hoạn gì không? Cũng như giờ bệnh hoạn đó chú, chứ nhà cửa nói nào nghe nhà nước thì cũng có cắt rồi. Đó, giờ bệnh hoạn rồi thành ra không có tiền đi xuống đi khám chứ không gì chứ. Anh hiện giờ đang bệnh gì? Phổi với tim. Phổi với tim hả? À? Ừ, thành ra mới chụp được có hai món đó chứ chưa được tổng quá. Dạ. Rồi cái phần mà anh xuống nhà thương vậy đó là ta chụp hình vậy, là ta khám vậy, rồi người ta có nói anh là điều trị như thế nào không, tốn bao nhiêu tiền vậy không anh? Người ta nói thôi giờ muốn tổng quát á, là đi xuống Việt Tăng á, là đi với đặng khám tổng quát rồi đi về á, rồi mới đưa vô nhà thương cho theo dõi. Dạ. Thì thành ra bây giờ cũng chưa có số tiền đủ rồi, thành ra chưa có đi. Ừ. Rồi hằng ngày vậy con mình mới lớn rồi có giúp gì được cho mình không? Có giúp gì ba lớn nè, nó nửa xíu vậy ha. Dạ. Còn vợ sao? Vợ nó cũng đỡ, con nó đi sinh rồi sống hàng ngày. Đi sinh có nghĩa là mình đi sinh tiền ta hả? Không có, cũng như chỗ mằn thắt với tấm vỗ nữa, ở cho gạo. Cho gạo ha. Ồ, cũng hoàn cảnh quá ha. Tại vì anh là lao động chính, thử anh không có làm được, thử ra gia đình nó mới khó khăn ha. Dạ. Rồi mà như vậy đó là thôi bây giờ cũng hỏi anh như vậy là hoàn cảnh là anh cứ bệnh, rồi vợ thì đi cúng kiến, rồi đi lại ở chỗ là mằn thắt mằn tần đó thì cũng có xin gạo để về dùng ha. Dạ. Sống qua ngày. Dạ. Con thì nhỏ không có làm gì. Dạ. Thì thôi em cũng xin chia sẻ nỗi lòng với anh, em cũng hết tiền quỹ rồi, em sẽ cho anh tiếp anh 500 ngàn ha. Anh để mình giống như là một miếng khi đói bằng một gói khi no đi ha anh. Rồi cho em gửi 500 ngàn tiền quỹ của em. Cảm ơn. Dạ. Cũng cảm ơn mình hậu quần ha. Dạ dạ. Thì bây giờ thì em nói với anh gì thì bây giờ em quay lên mạng gì, nếu bà con có gửi tiền cho anh nữa thì em sẽ xuống em gửi cho anh, còn trước tiên thì em cũng giúp phần đó. Thì đức thầy cũng có cho biết là nếu thiệt ngừ không biết thương ngừ như vậy mới được, chứ còn mà mình mà cứ sống trong cái cảnh giàu có rồi mình không có coi ai ra gì hết trơn thì sau này phước đó chứ cũng không còn đâu. Thầy nói những người bạc ác là giàu sang ít gì đó. Dạ. Hằng ngày mình có cúng lại gì không không anh? Có. Mình đạo nào anh? Đạo Phật ha. Dạ cũng có cúng lại ha. Có. Rồi hằng ngày mình có bệnh hoạn này kia mình niệm Phật hay sao anh? Cũng niệm Phật rồi cũng cúng lại ngày 3 lần. Dạ. Dạ thì thôi trước tiên thì em cũng chúc sức khỏe của anh ha. Dạ. Có nhiều sức khỏe để mình hoạt động trong cái con đường đạo đức thế anh. Dạ. Dạ thôi anh niệm 3 tiếng Phật cùng với em anh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Xin hướng công đức niệm Phật cho gia đình của anh mạnh khỏe và anh trở lại cuộc sống bình thường, trở lại con đường Phật pháp. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Có cái hoàn cảnh đáng thương lắm bà con ơi, ông chú ông bị bệnh như là bị tâm thần hơi đó bà con. Ông ở trong cái căn nhà nhỏ xíu, căn nhà bỏ người ta đó. Quốc đạo đem vợ cho ổng chai nước với ổn mì với 50 ngàn cho ổng. Kêu ổng niệm Phật, ổng không biết niệm Phật nữa. Ông biết niệm Phật không? Nam mô A Di Đà Phật ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết gì cho ổng chưa? Ổng tặng là 2 ống hút đó. Rồi giờ ổng khổ vậy nè thì quốc đạo đi qua lại cũng cho tiền ổng với cho bánh mì kia cho ổng ăn hoài quá chưa. Bây giờ cuộc sống bây giờ khổ quá bà con ơi. Tình chúng vô phước đời này dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là dốt đâu, bây giờ không, bây giờ bị thằng Tinh luôn mà dốt nữa giờ. Rồi rồi có đi nha, để đi qua lại cho ông nước bánh mì cho ông uống này kia, ông ăn kia hoài. Là cái đường đi ra như gì nè, nó vậy đó mà sao dám đi ra, thấy nguy hiểm kìa. Đi từ từ nha. Đi vậy đó đó. Khổ ai không khổ, mà khổ quá khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc nào quan tạo đi ngang cũng cho tiền ổng hết trơn quý vị. Ổng ở Châu Đốc nè, ở chùa sau hè chùa nè quý vị.
Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi ta bà này vậy mà ai cũng muốn sống hết trơn, quá khổ rồi bà con ơi. Khoan từ từ, tới liền, tới liền. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay cư sĩ Quốc Tạo được nhận một nhiệm vụ nữa của các vị mạnh thường quân, đó là chị Lê Thị Hồng Nhi, không biết chị ở đâu, thì chị có gửi cho Quốc Tạo là 1,5 triệu để phóng sanh, là cách đây cũng trên 10 ngày, gần nửa tháng rồi chị Nhi ơi. Thì trước tiên Quốc Tạo xin lỗi gia đình của chị cũng như chị Lê Thị Hồng Nhi đã gửi tiền cho em mà em làm hơi chậm là do là nguyên nhân là ngay chăng cái dịp lễ em đi lễ, rồi đi lễ xong thì em bệnh mấy ngày nữa, rồi xong rồi em đi mới kiếm chim em mua thì chim nó hết đó, hết rồi xong rồi khoảng chừng mấy ngày sau rồi em mới lạ, em hỏi lạ thì có chim lại thì em mới mua được đó, thì cho nên là nó chậm trễ như vậy. Chị cũng quan hỷ cho em, thì bữa nay em mua tổng cộng là gần 2,000,000 tiền chim để phóng sanh, để hồi hướng cho gia đình của chị Lê Thị Hồng Nhi. Thì trước tiên em phóng sanh thì em xin đọc hồi quy y cho các chúng sanh. Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Thì hôm nay đi với em thì có La Phú, thì cũng như giới thiệu chương trình đầu vậy đó. Thì La Phú là những công việc nặng nhọc nào thì Quốc Tạo đều giao cho La Phú nó làm. Tại vì nó sức khỏe nó tốt, cho nên cũng thấy em cháu nó cũng có những tấm lòng thiện nguyện vậy cũng rất là mừng. Rồi thêm nữa đó, thì em xin em cùng với La Phú sẽ hồi hướng cho các chúng sanh chim. Hôm nay em gặp như em mua hết luôn đó chị. Có bọng chim rồi này. Con này là con cú mèo nè. Con này dòm dòm, cú mèo này, con này nó cắn chảy máu đó quý vị. Ghê lắm. Thôi để Quốc Tạo với La Phú mình sẽ quy cho các chúng sanh chim ha quý vị. Ngồi mình chắp tay đi, lại đang gần đây nè. Coi cái mỏ nó chưa có xúc ra nha. Nhỏ. Nhỏ ha. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay chúng em chúng cháu xin quy y cho các chúng sanh chim nơi đây. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Và sau khi thác đi, chúng sanh chim sẽ trở lại để gần Phật, gần thầy để tĩnh tâm tu hành trong cái đời hạ mương mật pháp này. Nam Mô Di Đà Phật. Xá ba xá. Dạ thì đầu tiên là quy cho chim
sau là chúng em sẽ đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện Cầu để hồi hướng cho của quyền thất tổ và gia đình của chị. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội, Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Dạng Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Nam mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Phật Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Tiêu Tai Tịnh Sự Trí Huệ Thông Minh Giai Đắc Đạo Quả. Nam mô Di Đà Phật. Xá ba xá thay cho bốn lại. Xá kiến ba xá. Dạ thì vừa qua là chúng em đã quy cho các chúng sanh chim và cũng đã hồi hướng công đức phước đức cho của quyền thất tổ của chị Nhi Lê Hồng Nhi và đã quyền thất tổ nói chung và quyền tổ nói riêng. Thì thôi cũng không làm mất thời gian, thì xin mời Lao Phú mình cùng mở cái miệng mấy con này. Con này con kia là cái con kia nó bị dính miệng cái gì, nó bị dính miệng cái gì này nè. Thì bà con ơi mời mình quay hết trên cánh đồng này, là chỗ này đồng nè bà con, nó rộng như đó, quay nó sát xuống dưới rồi sát với đồng, sát với nó đồng rộng như đó là thả là an toàn 100% luôn. Cái con đó con nhỏ là nó không có bịt miệng đâu, bỏ ra ngoài đi, nó cắn con đâu có sao, nó mổ đâu sao, chụp quyết định chụp chân cái đầu nó, chụp cái đầu nó con đấy, chụp cái đầu nó đây nè, chụp cho ba nè, từ con này, từ con này chụp đây nè, chụp đưa lên đưa ra rồi chụp chứ, nó là nó đâu có cắn mình được. Có gì ơi, cái con này hung dữ quá, nó có quá mổ gì à, đi đứa con đi đi rồi chụp, quyết định chụp vô. Chụp vô vậy đó, tao không chụp vô luôn. Con này không giữ quá cái gì vậy, nó mổ nè, lấy ra đang đi nè, ở đó mà không giữ hoài. Nam mô Di Đà Phật, niệm Phật đi. Nam mô Di Đà Phật, niệm Phật cho Phật đóng độ lại, kiếp này đang tu với ta quá không giữ rồi, chụp cái mình nó cho đàng hoàng đấy, nó chết à. Niệm Phật cho mấy chim ơi. Thì im con đi nè, con đi nè, đi nè con. Tu hành rồi, con tu hành nữa chứ đừng làm nó con chim nữa. Rồi mày lấy tay mày dở ra cho nó nghe, tại nó cứng miệng chứ. Wow, không giữ à. Nam mô Di Đà Phật. Nó quá không giữ. Nam mô Di Đà Phật, đi với con. Mày lấy tay mày đè xuống, đè được hai con, được hai con. Được ừ. Con tao con ơi. Nam mô Di Phật. Con ra con chăn mà tôi còn dám bắt cái gì. Mà có con này tôi ngại quá, nó mổ à. Đi nè con. Nam mô Di Phật. Mày lấy tay mày tết cái miệng này nhẹ ra cái cho nó thở ra. Nó đi nè, không dữ quá, không dữ à. Đi con. Con nào nó? Chụp, cứ đánh chụp. Nó trên này. Con nó sao? Hai đứa con còn con phải không? Đi ra ngoài. Đi nè. Đi. Chỗ này là cánh đồng về vắng luôn nha, cái la phượng quay hết cho bà con ta coi, cánh đồng vắng gì nó quay. Chỗ này là không ai cho bà con dám quay à. Đi đi, thả mày đi mà. Mày lấy tay mà tét nhẹ cái miệng nó ra cái, tại nó cứng mà, cứng hàm. Đi nha, con đi nha. Con đi mà, đừng có ai vô đây mà. Con phải không, con. Đi vậy. Chết luôn gì trời. Đi vậy. Chết con luôn. Chưa kịp mở ra cái gì vậy? Bị chết thì trong chùa hả quên? Ừ, chết trong chùa luôn hả? Chết mà còn quắn nữa quý vị ơi. Giống như con cua vậy đó. Con này giống như con cút đó ta. Con cua là chết rồi làm còn quắn hoài vậy. Đi con. Chết còn mà vẫn quắn hoài, đau khổ ghê. Niệm Phật cho mấy chim ơi, niệm Phật cho Phật chỉ đạo cho con được cực lạc. Rút cái đó ra. Chết con rồi bà con ơi. Chết con. Con này sống không? Sống thì sống.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đi niệm Phật có Nam mô A Di Đà Phật, niệm Phật đi con. Nam mô A Di Đà Phật con. Niệm Phật đi cho Phật Di Đà ấm cúng thì tôi phương cực lạc. Mấy đứa con. Phật Di Đà ấm nguyện đó ai tới lúc lâm chung niệm từ 1 tiếng tới 10 tiếng ấm cúng thì tôi phương cực lạc. Niệm Phật đi chim ơi. Niệm Phật nhiều nhiều đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đi nè con, đi ra ngoài nè, đi đó, đi thoải mái không? Không đấy quậy thả ra nè. Đi đi nè, phục đục. Không phải đâu giờ tới cái tân tới cái con chua tải con đó là bự lắm á nè con này sao sao bắt nó sống quay tao ngủ tao thấy con nó kìa bây giờ thấy bỏ đi cho khác chạy đấy nó làm con này mà sao mày dám bắt nó ra nè thả nó kìa mở cái chuồng ra con này là mở cái chuồng ra lắm rồi mà để cái chuồng mở cái chuồng ra nó con là hai con rồi con màu à con bự gì à bự gì đó của mèo mà con nó chuồng đây nè 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 rồi đi ra đi ra mình né bớt nút cho đâu cho quay quay đầu đi đi qua bỏ ra đổ ra ừ. Còn nhẹ 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 đi ra đi con còn sống không á còn sống ra đi sống anh từ nha từ cuối cùng á cho nó đơ gì vậy à, từ bay bây giờ nó từ hơi tỉnh nó bay rồi lấy tấm có lấy tấm lá trước mặt nó ra để uống cái chim nước cho phun nữa mà bắt cái con này ra ngoài đi đâu trong cái chai này có con nó có con nó ra ngoài đi đâu niệm Phật đi chim cứu mèo ơi đi đi con bạn đi cứu người ta đi đừng có hại người ta nữa Nam mô A Di Đà Phật cái con chim này là bà con Nam mô A Di Đà Phật con chim này là bà con là tôi thấy nó nhốt ở trong bị ta nhốt trong lòng lâu là mấy ngày chờ bà con đi quay lại mình thấy nó hoài thấy nó hoài luôn á mà mình không ai mua chứ ai đâu mua con chim này làm gì bữa nãy thôi từ ra ta mua thả thôi chứ tôi thấy người ta bỏ ở dưới đường mương á nó mua Phật bỏ dưới đường mương luôn rồi cái mà không có nước nha cái tao mới thấy nó còn thở hình như nó muốn chết rồi không sao đâu con này cứu được chưa con này là mình kiếm cái nước cho nó thở rồi còn thở rồi còn thở là còn sống nè để đi để thấy nơi này kiếm nước thôi lại cái khung nó là cái sao nó không nghe mắt ta kìa thở rồi đó kìa thở là cứu được sao hồi nãy nằm trong lòng này nó lăn xuống bị lăn tắt rồi sao bị lăn xuống tắt máy hả tắt đi niệm Phật lên Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật niệm Phật đi con Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật niệm Phật nhiều nhiều đi cho ông Phật Di Đà ấm cúng kia tây phương cực lạc Nam mô A Di Đà Phật ông Phật Di Đà ấm nguyện nay tới lúc lâm chung niệm từ 1 tiếng tới 10 tiếng ấm cúng kia tây phương cực lạc đó con niệm Phật đi Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật nhớ niệm Phật nha con Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật đây niệm Phật đi đúng lắm mẫu á mình làm sao có nước không